cháo yến thập. Một trăm phần trăm. Nhưng mà yến 100% là trong khi gói có mấy ngàn. Hương vị thì mùi thịt nhiều hơn. Thơm mùi hành phi. Trong đây có thịt, có hành lá. Có tiêu nữa. Nếu mà cho em bé ăn thì khỏi chơi tiêu cũng được. Có những hành phi, những miếng hành phi. Có lớp dầu nữa. Nhưng mà thật sự nhai vẫn có cái vị giòn giòn của yến. Nhưng mà không biết yến thật là yến là sao. Nếu mà cháo yến thì có thể là dành cho người bệnh ăn thì được, khi bị cảm sốt. Nếu mà trẻ nhỏ ăn thì cái thịt này không phù hợp. Có nấm, nấm mèo. Thông thường trẻ nhỏ ăn cháo thì sẽ không có dầu, không có tiêu. Vị hành phi thì nó đậm. À, cháo gói thì cho ít nước thôi, cho nhiều nước quá nó sẽ bị lỏng, nó vừa đủ sệt như vậy được. Sệt như vậy thôi. Nhưng mà khi làm cháo gói đổ nước sôi vô là phải quậy nó mới nở đều, cái không nó dính cục 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 cũng về. Cục cũng về.
có thể cho thêm trứng gà vô cũng phù hợp. Nhưng mà ăn cháo này lại nghe cái mùi khoai. Nếu mà là người bệnh, mình sẽ chấm này 7 trên 10. Bởi vì nó hơi lạ. Nhưng nếu mà người bình thường ăn sáng thì chỉ được 4 trên 10 thôi. Vị của nó thì hơi ngán, nhưng mà nếu mà ăn sáng thì cũng không được no cho lắm. Kết thúc bài review ở đây.